Vì bật đường thở thì vì bật đường thở là những cái vật mà mình mắc lại ở trên cái đường thở, từ cái thanh quản cho đến phế quản phân thì. Thì đây là cái hình giải phẫu vùng này, đây là mỗi cái trên họng ở dưới, và đây là vùng thanh quản là vùng này, xuống tới đây là khí quản, và xuống tới đây là phế quản phân thì. Thì dị vật đường thở ở đây mình sẽ học từ thanh quản, khí quản và tới phế quản ở đây. Thì đây là một dị vật đường thở là một cái cấp cứu thường hay gặp trong cái chuyên ngành tai mũi họng, và thông thường chúng ta sẽ gặp ở các em nhiều hơn người lớn, bởi vì các em thường rất là tinh nghịch và cứ cái gì là lạ thì nó cứ cầm lên và nó cho vào mũi hoặc cho học vào họng của nó, và khi đó cái dị vật nó sẽ lọc họng xuống. Nếu mà hơn thì nó có thể đi xuống thực quản, xuống bụng, và nếu không thì nó sẽ xuôi, thì nó sẽ đi rơi vào cái vùng đường thở, là nó sẽ rớt xuống thanh quản. Nếu mà nó to quá nó sẽ ở thanh quản, nó nhỏ hơn chút xíu nó sẽ rơi vào khí quản, mà nó nhỏ hơn nữa thì nó sẽ đi xuống sâu hơn thì nó sẽ rơi xuống tới phế quản. Và nguyên nhân khi mà dị vật đường thở thì chúng ta hay gặp là thứ nhất là hay khóc hoặc là hay cười đùa khi ăn. Thì cười đùa khi ăn thì ngoài con nít ra thì người lớn cũng hay gặp, chứ đang uống trà sữa trân châu rồi đó mà bạn cặp cười nó nguyên cái hạt trân châu rồi. Hoặc là khi mà người lớn tới khi có một số tình huống giật khóc giật cười ở cấp cứu, là khi mà gặp tới khi là ăn hải sản á, nguyên một con sò nó rớt vào cái thanh quản, gắp ra nguyên một con sò, gắp nguyên một cái vỏ con sò luôn, nhưng mà rớt kêu đó là bệnh nhân này là một nhà sư đó, thì lúc đó là mình không có cháu ra được trên nữa. Rồi hay là do cái thói quen mà ngậm đồ vật trong khi chơi hay làm việc, các bạn thường hay mà căng thẳng quá cái làm việc cái hay ngậm khi biết á. Rồi hoặc là rối loạn phản xạ họng thanh quản ở trẻ em, ở người già, và có thể do bệnh hôn mê gây mê ở hiện tại và ở trên bệnh viện dài. Rối loạn phản xạ họng thanh quản là thường ở người già đó, người ta cái phản xạ của họng thanh quản người ta rất là yếu, và thường thường cái người già các bạn chú ý là khi mà ăn thức ăn á, những cái thức ăn dễ gây nguy hiểm, giống như một số trường hợp là cái người lớn tuổi 90 mấy tuổi rồi mới ăn cái đại thọ của người ta, cái thèm ăn một cái bánh ít, thấy một cái bánh ít ở trong nhà có đám á, cái thèm ăn bánh ít, cái cản không kịp ăn vào và nó bị mắc nghẹn ở thanh quản, thế là cũng không kịp, mới vừa chọn đại thọ thôi. Hoặc là khi mà ở cái vùng suối, ở cái vùng trên vùng núi á, thì người ta có thói quen là đi tắm suối, thì tắm suối thì người ta đôi khi người ta bị mắc con tắc te này, giống như một con đĩa để suối, thì nó vô trùng vô tình nó chui vào ký sinh ở đường thở và người ta không hay, và triệu chứng của nó là thường hay bị ho và cạc máu, cứ ho cạc máu hoài, và khi mà nội soi ra thì lại thấy là cái con tắc te này con đĩa suối này và gấp ra. Rồi tổn thương thì cái dị vật đường thở này mình sẽ phân theo cái hình dạng của nó, thứ nhất là tròn nhẵn, thứ hai là sắc nhọn. Đối với những cái vật mà tròn nhẵn cơ bằng thông thường là bằng kim loại thì nó sẽ khi mà xâm nhập vào đường thở nó sẽ ít gây ra viêm nhiễm, và cái niêm mạc của đường hô hấp nó có thể chịu được một thời gian dài mà không gây ra triệu chứng rõ rệt. Và ngược lại những cái vật sắc nhọn thì hoặc là những cái vật mà có cái tính axit có khả năng gây cái nguy hiểm cao á, thì khi mà rơi vào niêm mạc của mình nó sẽ sớm gây ra hiện tượng viêm nhiễm và sớm có triệu chứng, thì bệnh nhân đi đến khám nhanh hơn. Và giống như hồi nãy nói, thì phần cái vị trí mà mắc dị vật sẽ có 3 vị trí ở đường thở, tức là vị trí thứ nhất ở trên cao nhất là thanh quản, xuống chút xíu nữa là khí quản, và xuống thấp hơn nữa là phế quản, tùy thuộc vào cái kích thước và hình dạng của cái dị vật mà nó sẽ mắc ở vị trí nào, và tùy cái vị trí mà cái triệu chứng lâm sàng cũng khác nhau. Giả sử như ở mắc ở thanh quản đi thì cái niêm mạc nó sẽ dễ bị
phù nề tác xung huyệt. Nhưng mà ngược lại khi mà xuống khí quản rồi thì cái tỉnh tính nó lại không có rõ rệt, và cái triệu chứng chủ yếu của nó là tăng tiết cái dịch, tức là bệnh nhân hay khò khè dịch tiết ở vùng khí quản, và xuống tới vùng phế quản rồi á thì thường thường nó sẽ mắc kẹt ở cái vùng phế quản cấp, là cái bắt đầu cái vị trí đó nó đã nhỏ rồi. Và phân loại của dị vật tiếp theo là sẽ là cái dị vật mà bị ô nhiễm hay không ô nhiễm, tức là dị vật dơ hay là sạch á. Nếu mà đối với những dị vật mà nó bị dơ á thì cái niêm mạc thường nó dễ bị phù nề và nó dễ viêm, và do đó là cái triệu chứng nó rập rộng hơn khi khi mà rơi vào đường thở thì bắt đầu là cái dịch tiết nó sẽ tiết nhiều ra, và khi mà tiết nhiều ra như vậy nó sẽ bị ứ động lại, và khi mà nó ứ động nhiều và nó sẽ làm cho những cái phế nang của mình nó bị xẹp, xẹp phế nang do dịch tiết nhiều và hình thành một cái, nên một cái ổ viêm. Tức là khi nhiều quá nước nó ngập tràn cái phế qua phế nang rồi thì nó thành một cái ổ viêm áp xe, và khi mà cái một áp xe này nó vỡ ra đi thì nó sẽ có hai hướng, một là nó vỡ ra ngoài cái màng phổi thì nó làm cho viêm mà vỡ ngủ, còn nếu mà nó vỡ vào trong, nó vỡ vào cái quản thì bắt đầu từ cái quản này ho sặc sụa ọc ra ngoài. Và ngược lại đối với mà dị vật mà hết bị ô nhiễm, tức là nó sạch á, thì nó thường không làm viêm nhiều và nó có thể tồn tại lâu ở đó mà người ta không phát hiện, và nó thường thường chỉ gây những cái tổn thương mạng tính như là viêm phế quản mạng tính. Một số bệnh nhân viêm phế quản mạng tính ho kéo đi kéo dài hàng năm trời nhưng mà người ta không phát hiện, và sau này vô tình chụp một cái CT ngực chẳng hạn thì lại thấy được cái dị vật bỏ quên ở đó, và hỏi lại thì trước đó hoặc xa xưa đã có một cái hội chứng xâm nhập. Hội chứng xâm nhập là một cái hội chứng luôn luôn có khi mà bị mắc dị vật ở đường thở, và vô tình nó nằm ở đó và nó gây ra triệu chứng ho kéo dài, nhưng mà khám nhiều nơi nhiều cái nhà hô hấp lại không phát hiện ra. Nói về hội chứng xâm nhập thì hội chứng xâm nhập này có được ở 93% bệnh nhân, tức là đa số bệnh nhân khi mà có mắc dị vật đều có cái hội chứng xâm nhập hết. Thì đây là một cái cơ chế mà bảo vệ đường thở, thì nó bao gồm hai cái phản xạ, thứ nhất là phản xạ co thắt thanh quản và cái phản xạ ho liên tiếp. Thì ở trên lâm sàng biểu hiện của bệnh nhân là một cơn ho sặc sụa, tím tái, vã mồ hôi, trợn mắt mũi, và đôi khi là đại tiểu tiện không tự chủ. Và cái cơn ho sặc sụa tím tái này nó có thường thường kéo dài khoảng 3 đến 5 phút. Và cái này nó sẽ mục đích của cái phản xạ này là để tống được cái vật lạ ra khỏi cơ thể. Thì nó sẽ có 3 khả năng. Một là nếu mà dị vật dễ nó sẽ tống ra được ngoài thanh quản và cặp ra ngoài. Khả năng thứ hai là nó to quá, nó không có ra được, thì như vậy nó sẽ chèn kín cái vùng thanh quản và bệnh nhân bị ngạt thở và không cứu thuốc kịp thì sẽ tử vong trước khi nhập viện. Và khả năng thứ ba là cái dị vật không ra được nhưng mà nó nhỏ, nó lọt xuống dưới và nó sẽ tùy cái vị trí mắt mà nó sẽ có biểu hiện lâm sàng khác nhau. Và nếu mà nhỏ quá không gây triệu chứng nhiều thì có thể gây ra hiện tượng dị vật bỏ quên. Giống như là đã nói về triệu chứng lâm sàng toàn thân thì đầu tiên hết giai đoạn đầu sẽ là khó thở, đó là một triệu chứng chắc chắn có, thường có. Và trong giai đoạn đầu khi mà chưa có nhiễm, đây là cái triệu chứng mà khi chưa có nhiễm khuẩn, chưa có những cái triệu chứng viêm nhiễm gì nhiều thì triệu chứng khó thở là cái tình trạng nổi trội nhất. Và nếu mà dị vật mắc ở thanh quản thì sẽ có cái hiện tượng gọi là khó thở thanh quản. Một lát nữa mình sẽ học về khó thở thanh quản, sẽ có những mức độ của khó thở thanh quản khác nhau. Còn nếu mà dị vật nằm ở cái khí quản động thấp hoặc là ở phế quản thì nó sẽ có khó thở ở cả hai thì. Và bệnh nhân thường có các cơn ho khó thở thường hay xảy ra ở gắng sức, và đôi khi nếu mà nhiều thì đôi cả khi nghỉ ngơi vẫn khó thở. Và cái triệu chứng muộn hơn đó là triệu chứng sốt. Sốt thì thường gặp sau một vài ngày khi đã có nhiễm khuẩn. Thì tức là khi nhiễm khuẩn rồi, tức là dị vật ở trong đó nó làm nhiễm trùng, thì sau đó một vài ngày nó có xuất hiện cơn sốt.
Và cho nên nói triệu chứng thực thể thường thường nó sẽ tùy vào cái vị trí mắc kẹt của dị vật mà có triệu chứng lâm sàng khác nhau. Giống như nếu mà dị vật ở thanh quản, tức là nó mặc ở cái động cao, thanh quản là đây là cái sụn giáp, cái tức là trái cổ của mình nè, đây là cái sụn giáp, đây là vùng thanh quản. Nếu mà cái dị vật mắc ở đây thì thông thường đó là những cái dị vật mà dẹt mà sắc nhọn xù xì, như là giống như là nãy nói là vỏ tôm trứng hoặc là vỏ nghêu sọt hết gì đó, thì thông thường triệu chứng hay gặp nhất ở đây là khàn tiếng, mất tiếng mức độ nặng hoặc là nhẹ tùy theo cái kích thước của dị vật và thời gian mắc. Thứ hai là có khó thở thanh quản, cũng là mức độ cũng tùy theo cái kích thước của dị vật mà cái mức độ khó thở khác nhau. Và đặc điểm của khó thở thanh quản là thứ nhất khó thở chậm, thứ hai là khó thở tiền hít vào, và thứ ba là có tiếng rít thanh quản. Và nếu mà khó thở nhiều quá, bệnh nhân sẽ có co lõm cái hậu hức, các cơ hô hấp và cơ liên sườn. Đó, đặc biệt ở của khó thở thanh quản là nhớ là khó thở thì hít vào, tức là khó thở một thì. Còn hồi nãy á, mà dị vật rơi vào xuống khí quản hoặc là phế quản á, thì nó sẽ là khó thở hai thì. Và triệu chứng thứ ba khi mà dị vật mắc kẹt ở thanh quản thì là ho. Bệnh nhân thường ho khan không có đờm, tức là ở trong giai đoạn sớm thường ho khan không có đờm, ho thường cơn kéo dài do kích thích thanh quản làm cho thanh quản phù nề. Đó, và nếu mà không được lấy ra thì khi mà dịch tiết ngày càng nhiều thì cái khó thở này sẽ ngày càng tăng lên. Và khi mà mình khám phổi thì nghe đôi khi là phổi bình thường, còn nếu mà bệnh nhân nặng hơn nữa thì mình sẽ nghe cái tiếng rít, ran rít này nó đặc biệt ở chỗ là nó sẽ khi mà mình nghe phổi á, tiếng ran rít này nó sẽ giọng từ trên giọng xuống, tức là mình nghe ở trên nó đang thì cái răng rít nó xuất phát từ chỗ này nè, nên mình nghe ở phổi là mình sẽ nghe cái tiếng răng nó lan từ trên, tức là từ thanh quản nó lan xuống dưới phổi. Và khi nặng lên thì rào phế nang của hai phổi nó sẽ giảm đi,